Sakura 5 tòa đã mở bán. Đây là vị trí của tòa Sakura 5. Ban công đông nam, tầm nhìn Nhật Bản, tức là hướng nhà mắt và view đẹp. Ban công đông nam tầm nhìn Nhật Bản. Với căn hộ một ngủ, diện tích 43 m² sử dụng, giá từ 2 tỷ 100 triệu, 2 tỷ 100 triệu, và là một ngủ nhá, một ngủ rộng thoáng 43 m. Bàn giao thì giống như Sakura 3. Trên mái thì có vườn trên bay, duy nhất Sakura 5 là có vườn trên bay nhá. Vị trí này là Sakura. Hỗ trợ vay đến 70%, ân hạn 2 năm và tháng 10 năm 24, tức là 18 tháng nữa thì nhận nhà. Đóng từ 700 triệu, đóng từ 700 triệu nhé. Còn vay số còn lại, tức là khoảng tỷ 400 triệu đó. Đó là Sakura 5. Hướng nhà mát và view đẹp. Ban công đông nam tầm nhìn Nhật Bản. Đạo từ bờ. Hỏi đáp tư vấn Vinhome Smart City.